con người quyết chiến với các vị thần phương Tây. Hứa Thất An chiến đấu với Achillesi, trọng tài phong tỏa sức mạnh của họ. Cả hai chỉ có thể chiến đấu với những kỹ năng nguyên thủy nhất. Rốt cuộc thì ai có thể giỏi hơn? Cho ngươi xem cái gì gọi là nhân tử võ phu. Phổ đao, ra! Không ai có thể động đến cộng lông của ta, càng không ai có thể phá vỡ lá chắn của ta. Quá chậm. Kỹ năng chiến đấu phương Tây chẳng qua cũng chỉ có thế. Bách chiến sát trường tu giả cũng chỉ tương tự như thuộc hạ của ta. Ngươi đừng xem thường người, tăng tốc, mưa thương liên tục. Với tốc độ và sức mạnh như thế này muốn thắng ta, vậy là không thể đâu. Nếu chỉ có đến mức độ này, vậy nên đến lúc kết thúc rồi. Lại là một vụ hấp diêm người ta nữa, thật là vô vị. Thật là không biết tận hưởng trận đấu, phải từ từ chơi chết đối thủ như ta vậy, mang đến cho đối phương trải nghiệm một trận đấu tốt. Người vẫn là thôi đi. Một trận đánh 2 ngày rưỡi, khán giả xem đều lòi cả mắt rồi. Achillesi cũng không được, ai nói kỹ năng chiến đấu của hắn là tồn tại hàng đầu toàn phương Tây vậy? Ta còn tưởng thay đổi quy tắc sẽ vui hơn một chút, ai ngờ cũng như vậy. Không đơn giản thế đâu, hắn sắp phát huy sức mạnh rồi. Ngươi xứng đáng để ta dùng toàn lực. Ta điên rồi đấy. Điên cuồng, không ngại va chạm. Ngoài việc tăng cường sức mạnh, tấn công cũng trở nên chính xác hơn rồi. Phát hiện sơ hở, một kích xuyên tâm. Quyền quyền đao thịt, đao đao thấy huyết. Đây mới là trận chiến giữa những người đàn ông thực sự. Tuyệt vời, xem mà máu tôi sôi lên rồi. Tôi không khỏi muốn lên đó và diễn vài trò. Hai người này rất giỏi sử dụng vũ khí. Không có một động tác dư thừa nào. Thánh tử, tình huống này không ổn. Chúng ta sợ là sẽ bại nữa. Về sức mạnh, hai người họ không hề ngang nhau. Nhưng về kỹ năng chiến đấu, ta cũng không phải là đối thủ của Achillesi. Hãy nhớ rằng Achillesi còn một chiều khác. Ngay cả với sức mạnh của một người bình thường, nó cũng là thần. Một đối thủ không tệ, giúp ta chiến đấu tốt hơn. Người hoa hạ, một chiều quyết định thắng bại đi. Ta cũng có ý đó. Thiên địa nhất đao chạm. Ha ha ha, ta thua rồi, hắn đúng là chiến binh thực sự. Không đúng, hình như thiếu cái gì đó. Trọng tài chạy đi đâu rồi? Không đáng tin cậy. Trọng tài, trận đấu kết thúc rồi, ra ngoài lau sàn đi. Achillesi người đâu? Ta đã làm nổ tung hắn rồi. Trận đấu kết thúc, trận đấu thứ tư, Hoa Hạ Hứa Thất An thắng. Lại một trận nữa giành chiến thắng, đối thủ thực sự quá yếu. Chúng ta đã xả nước rồi, thiên quốc vẫn không phản ứng. Khi trở về bề tái sinh thiên sứ phải mở tiệc mới được. Lại muốn nướng thịt à, tôi tham gia với. Thánh tử không cần lo lắng, trận đấu lần này diễn ra khá cân bằng. Như vậy đã rất tốt rồi. Mấy trận đầu tiên của thiên quốc còn nhục hơn thế này nhiều. Thua hơi đẹp một chút mà người đã hài lòng rồi. Chúng ta phải giành chiến thắng. A tử, về đây, ta có việc quan trọng cần bàn với ngươi. Thánh phụ, con sắp xếp không đúng cách dẫn đến thất bại, xin người trừng phạt. Không sao, ta đã quen rồi, ta bên này tạo ra một nhóm sinh linh cường đại, hẳn là có chút cải thiện, chỉ là không thể đảm bảo chiến thắng. Phụ thần, hoặc là chúng ta không cần chiến đấu, có thể dùng mưu kế để tiêu diệt cường giả Hoa Hạ. Đây gọi là chuyên nghiệp, ngươi nói thử nghe xem. Những người xuyên không này đều là đàn ông, chúng ta phải những nữ thiên sứ thật nổi qua đó. Sau đó, hey. Khốn nạn, ta đường đường là thánh phụ, nhưng đây là trường hợp khẩn cấp, làm theo lời ngươi đi. Điều này thật đáng xấu hổ, chúng ta có quyền không biết. Xảy ra vấn đề ngươi tự chịu đấy. Xin phụ thần yên tâm, chờ mỹ nhân kế lộ diện, chúng nhất định sẽ ngoan ngoãn phục tùng.
anh khỉ, lại đây chơi đi. Yêu quái, dám dùng mê hoặc chi thuật. Ăn của lão tôn một gậy. Một đám người quấy dày ta nấu ăn, hại ta không tìm được nguyên liệu tươi, thật là đau đầu. Anh họ đẹp dai, chúng ta cùng đi bơi được không? Thật là đúng lúc. Để cánh gà lại. Hai cái tên này, hoàn toàn không nhìn thấy điểm mấu chốt sao? Mất hai thiên sứ rồi, nhưng một chút hiệu quả cũng không có. Xem ngươi trở về ăn nói như thế nào nói với phụ thần. Làm sao có mèo lại chế mỡ, tất cả đi đến hồ bơi tái sinh thiên sứ. Tử Khuyết, sao ngươi lại bị chảy máu mũi vậy? Gần đây thịt nướng ăn quá nhiều, bị nóng trong. Nhìn vào biểu cảm của ngươi, trước cảnh tượng nhỏ này cũng không thể kiềm chế được. Đọc sách có hoàng kim vu, đọc sách có màu sắc riêng, các ngươi quá là nông cạn. Các ngươi làm gì vậy? Đây là bể tái sinh thiên sứ. Chúng ta tới tắm thôi mà. Tắm? Ở đây sao? Không sao, chúng tôi không phiền đâu. Những cường giả ở The Xenoland đang tăng vọt, nhưng lúc này có người chiếu sáng bầu trời, chỉ thấy một vài hình chiếu xuất hiện. Diệp Phàm, ngươi gọi một đám thiên sứ đến đây tắm. Thân hình nhỏ bé của ngươi có chịu được không? Tiểu Nguyệt à, hiểu lầm, là họ tự chủ động tìm tới, ta không có ý tưởng bẩn thỉu đó đâu. La thành chủ, anh càng ngày càng có gan rồi, mấy ngày không thấy mà đã dám làm bậy, muốn tôi lái tàu chiến vũ trụ đến tìm anh không? Ha ha ha, anh vô tội, anh thậm chí còn không biết họ là ai. Trò chơi của các người được phát sóng cho khắp các vũ trụ đều biết, nhất cử nhất động đều có tay săn ảnh trộm, thua thì xấu hổ lắm. Cố lên. Thật xảo quyệt, đánh không lại thì dùng mỹ nhân kế, may mà tâm ta kiên định, nếu không sẽ bị mê hoặc. Vừa rồi không biết là ai, nhìn thấy mắt cũng không chớp. Tới lượt bổn thiên tôn ra tay rồi, ta muốn dùng tình yêu để cảm hóa họ. Cổ trùng, nuốt chửng. Cổ trùng thật lợi hại, một mẩu thức ăn cũng không còn. Quan hệ vợ chồng của ta, xin nữa thì dạn nứt, điều đó làm ta tức giận. Tiểu Nguyệt nhà ta cổ linh tinh quái lắm, lúc về sợ là phải quỳ bàng xoa quần áo. Cấm các thủ đoạn hèn hạ, đi tìm Đức Giê-hô-va để xin lời giải thích, cảnh báo ông ta, tuyệt đối đừng làm loạn. Mỹ nhân kế của Loki thất bại rồi, hàng chục thiên sứ xinh đẹp đều bị giết. Còn chọc giận người xuyên không hoa hạ, họ đang trên đường đến đây rồi. Mỹ nhân kế cũng vô dụng, chẳng lẽ chúng là thái giám à, không chút hứng thú với phụ nữ. Giê-hô-va, cút ra đây, nếu không, ta sẽ đập nát thần điện của ngươi. Ngươi quá ngông cuồng rồi, dám ra tay trên đầu ta, tưởng ta sợ ngươi à, từ điển sự thật, đi. Huyết ảnh đao, đi. Sự thật là sự thật không bao giờ thất bại. Muốn thấy sự thật phải không? Vạn vật vạn pháp, lấy đao phá trận. Các người đừng đánh nhau nữa. Cảnh báo hậu quả của trận chiến hiện tại đã gây ra sóng thần trên trái đất.